Vâng, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi Zumba với khẩu QEZ88. Thì hôm nay qua vài bạn trong clan Happy luôn. Bạn Cô Lan này, Lê Huy và bạn Heo gì ấy. Thì cảm ơn hai bạn đã cùng tham gia chiến đấu của mình. Ê, trận đầu tiên thì Lê Huy đã biến thành con Zumba ngu ngốc rồi. Giết luôn. Yeah. Ô. Oh. Rồi, 2 kill. Đứng đây thủ dâm thôi. Vì khẩu này được bạn D Start trang bị thêm băng đạn rồi. Nên là lượng đạn của nó rất là nhiều. Tha hồ mà đứng thủ dâm. Đục luôn. Đâu rồi? À, giết. Yeah. Đam của khẩu này với zombie cũng tương đối là cao. Nhưng mà độ giật với tốc độ thay đạn của nó thì hơi chậm. Đó, đúng rồi, lên đây. Thì mình đã bật độ sáng hết cỡ rồi. Bây giờ máy cũng chỉ còn tầm mười mấy phần trăm thôi. Không biết liệu có đủ để chơi xong ván không. Dã luôn. Ôi, chạy mất rồi. Ê, đây cơ mà. Giết. Ô, ô, ô. Những cái bên cuối thì bắn toàn hụt thôi. Đấy. Thật sự máy lúc này là quá thật luôn. Giết. Ô kìa. Rồi. Nào lên đây. Đếm giờ đi. Hết đạn luôn. 400 viên mà nhỏ cái hết rồi. À, hồi sinh à. Giết. 10 viên. Nào. Thôi chạy không. Đáp bom. Ui, nhanh nào. Rồi, mất đáp luôn. Chạy. Ô. What the hell. Đang đến cửa này, mắc lại cửa luôn. 30-1. Trong khi thanh niên Zoe cầm khẩu MG4 là được 34 kill rồi. Rồi 10%. Không biết việc chạy 3 ứng dụng một lúc này không có chịu thối lúc sau ván không nữa. À, Lê Huy à. Dã luôn. Đâu hết rồi. Giết. Ui. Xuyên nữa thì không để ý là bị ăn cào. Cày đi. Nào, giết luôn. Ô, oh, bay sang à? Tuổi gì? Cho nằm xuống. Rồi. Cày lát map luôn. Cho ăn bom. Nào, giết. Yeah. Ô, oh, đây rồi. Nằm xuống. Ê, vừa cay ép được bạn Lê Huy. Ô, oh. Định làm gì? Chạy à? Ô, oh, đụng vừa thôi mà.
giết. Yeah. Khẩu này thủ dâm nếu mà máy còn nhiều pin thì cũng khá là sướng đây. Mỗi tội là pin yếu giật quá. Ô, làm gì? Đâu rồi? Đang bắn thì em kia cứ chặn đầu. Yeah. U. Chết. Rồi. Thanh niên kia chơi hẳn dao sọc luôn. Ê. Bây giờ hỏa lực đã là level 10 rồi, nên là bắn lục cũng tương đối khỏe. Ui, chạy. Rồi, thắng luôn. Sáu ba kia rồi. Máy thì càng ngày càng giật, mà cứ thủ dâm này không biết có lỗi không ấy. Ô. Oh. Nào xuống đâu rồi. Rồi xuống săn luôn. Có một con thì sợ cái gì. Giết. Rồi, sơi luôn. Cho ăn bom. Ô, đắp bừa lại chúng. Tấn công luôn. Chết. Vừa thấy con zombie nó đi về hướng này cơ mà nhỉ. Đạn thì 400 viên. Nào bay qua lỗ. Đấy, cào đi. Cắn tôi càng vui. À, ui rồi. Tí thì mắc lừa lao ngay vào đầu nó. Đâu rồi? Giờ chạy đi. Liều vậy thì nó móc đít rồi ta. Ô, rơi rồi. Cũng cày bừa luôn. Có zoom đâu mà thanh niên kia bắn ác vậy nhỉ? Thôi xong rồi. Chạy. Ôi ôi. Ôi rồi. Bọn này xong tôi rồi. Nào vào lỗ luôn. Ôi. Một pha chạy không thành công. Tiếp tục vào trận đấu thứ tư. Nào, bay sang. Trèo lên thẩm du. 72 kill. Không biết xong ván liệu có được 100 không nữa. Nhưng mà bây giờ chỉ mong trận đấu kết thúc nhanh một chút. Không sợ tí đang chơi có sập nguồn thì cũng xong phim. Dạ. Giết luôn. Ô, ô. Để sống mất rồi. Bắn nó còn một giọt máu mà không hạ được. Giết. Ô. Trên đây có bạn Lê Huy đã cầm khẩu kỵ sĩ. Nếu mà thủ dâm thì chắc không quân zoom nào nó lên nổi rồi. Nào, dã. Ôi, vừa thấy vào đấy mà đục không mất tiết nhỉ.
Để làm gì? Cày luôn. Chạy à? Rồi, Lê Huy xuống săn luôn. Mình máy giật lắm, nên là phải lé ra một chút. Ô, chạy nhanh. Ôi, cứu. Ô, may quá, cũng kịp chui vào lỗ. Ê, đi làm gì ở đấy? Ô kìa. Đấy, liên tục là những pha bắn gần chết xong rồi để sóng chuồng thôi. Rồi, cái này thì xong thôi. Cày luôn. Ý, giết. Chạy. Cái này thì không quan tâm. Ba mươi lăm giây nữa, cố đứng đây mà trốn thôi. Chọn bom, ui rồi, ui giật đây, ui rồi, ui rồi xong, chạy vào lỗ, ô kìa, rồi quả này xong phim rồi. 9 giây cuối cùng bị cào vào trận đấu cuối cùng xem nào. Cầu trời khấn Phật thì mong tôi đừng sập quần là được. 84 rồi. Giết. Ô, nào dịch ra tí nào. À, thông đít. Thông. Ô, định cào ai? Dã luôn. Chê. Cày. Ô, tôi xong. 5% pin. Giết. Nào, trận đấu kết thúc đi nào. Đấy. Bây giờ không quan trọng việc cả thủ lâm nữa. Rồi. Cáo nhanh như nào. À, ui rồi. Yeah. 94 kill. Bắn rất là vất vả. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Xin chào các bạn.